Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, đây mới thật sự là bờ vai vững chắc của Ngô Kiến Huy. Hành động đáng ngờ của cặp đôi này một lần nữa khiến các fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi này lại quấn như Sam và hay có những hành động tình cảm khá ngọt ngào. Sau cuộc tình chia tay với Khổng Tú Quỳnh, khán giả thấy Ngô Kiến Huy có vẻ sốc khép kín hơn. Anh chàng không còn chia sẻ những gì liên quan đến tình yêu trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đang râm ran một cô gái đang được cho là người yêu tin đồn của nam ca sĩ, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở mức nghi ngờ vì cả hai đang chưa từng lên tiếng thừa nhận. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Ngô Kiến Huy và BB Trần khiến dân mạng phải đặt dấu hỏi lớn. Việc tham gia chương trình Chạy Đi Chờ Chi đã giúp cho cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Trong showbiz, Ngô Kiến Huy và BB Trần vốn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu như khán giả quen mắt hình ảnh BB Trần nữ tính, còn khi bên cạnh Ngô Kiến Huy thì trưởng nhóm BB & BG lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho nam ca sĩ. Trên trang cá nhân của mình, hai nghệ sĩ cũng không ngại đăng tải những hình ảnh xuất hiện cùng nhau khá tình cảm. Thậm chí cả hai còn bị người hâm mộ ghép đôi khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của Ngô Kiến Huy và BB Trần. Chưa hết, BB Trần còn gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh đậm chất ngôn tình kèm câu hỏi ai công ai thụ. Trong ảnh, Ngô Kiến Huy ôm chầm lấy nam diễn viên hài từ phía sau và biểu cảm vô cùng nũng nịu. Đáp lại hình ảnh này, Ngô Kiến Huy cũng dành tặng lại cho người bạn của mình một câu nói khá tình cảm, rõ ràng chúng tôi thuộc về nhau. Trước tình hình này, nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả tỏ ra phấn khích và hối thúc họ nhanh chóng trở thành couple. Đã thế, cặp đôi lầy lội này còn không ngại tung hỏa mù bằng loạt ảnh ngọt ngào tình tứ, không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Hay mới đây, hình ảnh BB Trần sát cánh cùng Ngô Kiến Huy tại sân bay khiến nhiều khán giả nhanh chóng tưởng họ đang yêu nhau. Không những vậy, cả hai còn thường xuyên đăng ảnh tình tứ diện đồ đôi mỗi khi xuất hiện. BB Trần và Ngô Kiến Huy không ngừng ngại nắm tay ôm ấp tình tứ giữa chốn đông người và gọi nhau là vợ chồng. Những khoảnh khắc tình bể tình không kém phần hài hước của hai chàng trai khiến người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả còn suy đoán rằng biết đâu được trong thời gian tới showbiz sẽ lại có thêm một cặp đôi siêu hài hước đáng yêu này thì sao? Làng nghệ thuật mất hai cây đại thụ, Hồng Vân và loạt sau việc thương tiếc lại đau đớn nhớ anh Vũ Lê Bình. Nỗi đau mất anh Vũ Lê Bình còn chưa nguôi ngoai, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân càng thêm nỗi buồn bã trước tin dữ, hai nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và Thành Trí qua đời. Vừa qua là một ngày nhuốm màu tang thương của giới sân khấu Việt khi hai nghệ sĩ kỳ cựu là nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Thành Trí qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước đó, làng giải trí vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi của hai diễn viên tài hoa là anh Vũ và Lê Bình. Trong một ngày 8 tháng 5, Sài Gòn mất đi hai cây đại thụ của nghệ thuật. Trong một tháng, 1 tháng 4 đến 1 tháng 5, tôi chia tay với anh Vũ và Lê Bình, trái tim của nghệ sĩ Sài Thành thắt lại, xin vĩnh biệt. Nhận được tin dữ, nhiều sao Việt là đàn em, hậu bối đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc dành cho nghệ sĩ ưu tú Giang Châu, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bàng hoàng, tim thắt lại trước tin dữ. Mới trải qua nỗi mất mát khi người em thân thiết là nghệ sĩ anh Vũ qua đời, nữ diễn viên càng thêm buồn bã. Trong một ngày, Sài Gòn mất đi hai cây đại thụ của nghệ thuật. Trong một tháng, 1 tháng 4 đến 1 tháng 5, tôi chia tay với anh Vũ và Lê Bình, trái tim của nghệ sĩ Sài Thành thắt lại. Xin vĩnh biệt, nỗi đau cũ chưa nguôi, tình buồn mới đã đến, Hồng Vân không giấu nổi cảm giác suy sụp. Lê Giang tiếng luật xúc động trước tin buồn của làng nghệ thuật. Trong khi đó, các phường xúc động chia sẻ dòng trạng thái vĩnh biệt người quá cố. Biết chú rồi thích chú qua vai Trùm Sò trong vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến, để rồi thần tượng chú. Một vai diễn không ai có thể thay thế chú, nay ngậm ngùi tiễn biệt, thêm một người nghệ sĩ tài hoa. Nguyện cầu linh hồn chú được siêu thoát về nơi cõi Phật. Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Các phượng cô nghệ sĩ ưu tú Giang Châu là một thần tượng lớn, một đàn anh mẫu mực trong nghề. Cô Cát kể lại những kỷ niệm với đạo diễn Thành Trí. Sự ra đi của giọng ca vọng cổ kỳ cụ còn để lại tiếc thương cho nghệ sĩ Minh Nhí. Theo nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp, nghệ sĩ Giang Châu chúc hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 35 ngày 8 tháng 5 tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Cuối năm 2017, giọng ca vọng cổ gạo cội lên cơn tai biến dẫn đến đột quỵ trong một lần chạy xe ngoài đường. Từ đó, ông mắc bệnh thoái hóa não, phải nhập viện điều trị tích cực tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Năm tài tử còn có tiền sử huyết áp cao và bệnh tim mạch. Nghệ sĩ ưu tú Giang Châu Trần Ngọc Châu, sinh năm 1952 tại Chợ Lách, Bến Tre, được công chúng yêu mến bởi chất giọng vọng cổ duyên dáng. Cách ca dài hơi độc đáo, hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, ông sở hữu những vai diễn để đời trên sân khấu cải lương, Trùm Sò, Ngao Sò Ốc Hến.
Thừa, Tiếng Hò Sông Hậu, Út Chất, Ánh Lửa Rừng Khuya, Cô Ba Sáng, Những Ánh Sao Đêm, Thái Ngọc, Khách Sạn Hào Hoa, Tâm, Tô Ánh Nguyệt. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, Cò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu lúc 20 giờ ngày 8 tháng 5, lễ động quan tiến hành lúc 6 giờ ngày 11 tháng 5, sau đó thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo đạo diễn Đoàn Khoa, cũng trong ngày vừa qua, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Thành Trí đã nhắm mắt xuôi tay lúc 6 giờ sáng, hưởng thọ 82 tuổi sau thời gian điều trị căn bệnh tim mạch. Nghệ sĩ ưu tú Thành Trí là một trong những đạo diễn thuộc thế hệ đầu tiên của sân khấu cách mạng Đất Phương Nam. Ông tên thật là Nguyễn Thành Trí, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1937 tại Thạch Trị, Sóc Trăng. Suốt hàng chục năm cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, ông đã nhận được vô số giải thưởng cao quý và được lớp đàn em, học trò cũng như khán giả yêu mến kính phục. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Thành Trí được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bị khởi tố đánh bạc, nghệ sĩ Hồng Tơ sẽ bị xử lý ra sao? Luật sư nói với tội đánh bạc, người vi phạm sẽ phải đối diện bản án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, cao nhất là 7 năm tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nghệ sĩ Hồng Tơ, tức Cao Văn Tơ, 56 tuổi, về tội đánh bạc. Nam nghệ sĩ này bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc khoảng 2 tuần trước. Hồng Tơ từng lên truyền hình thừa nhận đánh bạc thua 100.000 đô. Trước khi bị bắt về hành vi đánh bạc, nghệ sĩ Hồng Tơ từng xuất hiện trong chương trình Xoánh Hào Quang, kể về khoảng thời gian khủng hoảng vì kiếp đỏ đen. Tội đánh bạc có những khung hình phạt nào? Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Ông từng là đại gia tiền bạc rủng rỉnh, nhưng cuộc đời có lúc lâm cảnh nợ nần, bị giang hồ truy sát vì dính đến cờ bạc. Luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, người vi phạm pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức được thua bằng tiền, hiện vật trị giá từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu nhưng đã bị phạt hành chính về cùng hành vi. Trong trường hợp người đánh bạc có tính chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trên 50 triệu hoặc đánh bạc qua mạng, thì mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Nam nghệ sĩ sinh năm 1963 cho biết bản thân từng cá độ, thậm chí sang Campuchia chơi bạc. Một lần cá độ Hồng Tơ thua đến 200 triệu đồng, có đêm ông thua bạc tới 100.000 đô. Thú tội có phải là chứng cứ? Luật sư Bình nhận định nghệ sĩ Hồng Tơ thừa nhận hành vi đánh bạc của bản thân có thể là đầu mối cho cơ quan công an điều tra vụ án đánh bạc. Để chứng minh một người có phạm tội hay không, không phải chỉ dựa vào lời khai của người liên quan. Trong trường hợp Hồng Tơ bị truy tố hoặc đưa ra xét xử, lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Luật hiện hành không coi lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan tố tụng phải chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội, ai là người thực hiện hành vi phạm tội, có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý, có năng lực trách nhiệm hình sự hay không, mục đích, động cơ phạm tội và các vấn đề khác. Đề cập đến việc Hồng Tơ đang vướng lao lý vì đánh bạc, ông Bình nhấn mạnh đó là biểu hiện của lối sống lệch lạc. Họ đáng lẽ nên là những tấm gương cho người khác học hỏi. Luật sư chia sẻ và cho rằng, người nghệ sĩ không chỉ phấn đấu cho nghề, cho nghệ thuật, mà còn phải thường xuyên rèn luyện trở thành người có văn hóa, có đạo đức và hoàn thiện nhân cách. Cưới Thành Đạt, Hải Băng chữa liền hai đứa, tức bực kiếm tiền, vợ cũ Diệp Bảo Ngọc sống sang chảnh thấy rõ. Cuộc sống của hai sao Việt khác nhau hoàn toàn. Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt từng được xem là một cặp đôi đẹp của làng giải trí. Họ từng có mối tình đẹp như mơ trước khi đi đến hôn nhân. Tuy nhiên sau 3 năm mặn nồng, đôi vợ chồng bất ngờ thông báo ly dị khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Dù gặp nhiều bất đồng trong quan điểm sống, nhưng Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc đã quyết định ly hôn trong tốt đẹp. Sau chia tay, cặp đôi vẫn xem nhau như bạn bè để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai. Hiện tại Thành Đạt đã nên duyên cùng ca sĩ Hải Băng và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trong khi đó, Diệp Bảo Ngọc chưa sẵn sàng để đi thêm bước nữa. 4 năm qua, cô là mẹ đơn thân, hiện đang là bà chủ một cửa hàng về lĩnh vực làm đẹp. Cậu bé Kit 5 tuổi được mẹ cho theo học tại một trường mẫu giáo quốc tế. Hai mẹ con cô sống trong ngôi nhà khang trang ở quận 7 cùng ông bà ngoại. Khi có thời gian, cô dẫn con trai đi du lịch vui vẻ tận hưởng khắp nơi.
Mỹ nhân sinh năm 1993 đang ở đỉnh cao nhan sắc, vừa xinh đẹp vừa có nét mặn mà của gái một con. Sự nghiệp kinh doanh đang lên, giúp Diệp Bảo Ngọc kiếm tiền như nước. Con trai Diệp Bảo Ngọc được theo học một trường quốc tế với học phí nghìn đô. Căn hộ 5 tỷ sang trọng của Diệp Bảo Ngọc. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hai mẹ con cô lại vi vu du lịch khắp nơi, đơn thân mà an nhàn sung sướng. Hải Băng và Thành Đạt đính hôn tháng 7/2016, sau một tháng công khai tình cảm. Một năm sau khi đính hôn, vợ chồng Hải Băng cùng chào đón cô công chúa đầu lòng. Con trai thứ hai được đẻ vào năm kế tiếp 2018, và sắp tới đây, nữ ca sĩ sắp đón thêm con thứ ba. Kể từ khi lập gia đình và sinh con, Hải Băng dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Cô hạn chế đi diễn cũng như không còn đóng phim nhiều như trước. Hải Băng lấn sân sang công việc kinh doanh với thu nhập 200 triệu đồng một tháng, và hai vợ chồng cô còn mở cửa hàng buôn bán ẩm thực. Thành Đạt ngoài chăm sóc vợ con trông coi cửa hàng vẫn đi nhận lời đóng phim để có thêm thu nhập. Hải Băng có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau vài năm kết hôn. Hình ảnh mẹ bầu chữa 7 tháng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Ông bố ba con Thành Đạt cũng rất khéo léo chăm sóc con cái. Có thời gian rảnh, hai vợ chồng đưa các con đi du lịch khắp nơi.